Lưu Đinh Cá Đầu xin kính chào toàn thể bà con. Thì ngày hôm nay, video ngày hôm nay, A Đầu sẽ giới thiệu với bà con một trong 7 cái model. Giới thiệu với bà con là cái dòng vợt kích cá có gắn liền những cái phụ kiện gắn liền trên những mỗi cái cần như thế này. Nếu như bà con cần cái nhu cầu cũng như cần cái mục đích sử dụng của từng cái model cần như thế này thì bà con có thể cho A Đầu biết, A Đầu sẽ lên giá cho từng cái model một. Tại ở cái video này nên nói hết model giá thì vui lòng bà con inbox ở phía dưới. Thì thưa bà con, thì A Đầu sẽ đánh tính từ số này, nó sẽ là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Thì A Đầu sẽ giới thiệu từng phần một cho bà con. Thì thưa bà con, thì tất cả 7 model ở đây, nay A Đầu có giới thiệu là 7 model ở đây. Thì A Đầu sẽ giới thiệu từng phần một. Thì đầu tiên đó là dòng nguyên bản của nó này bà con này. Dòng nguyên bản này của nó, bà con nhớ là dòng nguyên bản này thì nó sẽ không có cái đầu ren xoáy, nó sẽ không có cái đầu ren xoáy. Thì nó sẽ gắn trực tiếp, nó hàn trực tiếp cái những cái cần và cái vợt ở đây. Thì cần này nó có 2,5 m và 3,3 m và có dây điện đầy đủ. Khi mua hàng này thì A Đầu có kèm cho bà con là cái bộ ốp cần và ốp ở đây và cái cò bóp như này. Hàng này rất là rẻ nha bà con. Tất cả là sợi carbon tổng hợp, tất cả model này là sợi carbon tổng hợp hàng loại 1. Nhưng mà thay vì cái dòng là nó có ren xoáy thì đây là không có ren xoáy nguyên bản. Phục vụ bà con bình dân và chỉ sử dụng cho bà con không chuyên nghiệp thì sẽ dùng này giờ này cho đỡ tốn tiền. Thì tiếp theo là dòng có ren xoáy thì đây, là dòng có ren xoáy. Dòng có ren xoáy này thì nó có hai model, cũng là 2,5 m và 3,3 m. 2,5 m và 3,3 m như thế này cho bà con. Nếu như đây là dòng nguyên bản nha bà con nha. Dòng nguyên bản thì tất cả là xoáy lắp ra hết được, thành lỗ đầu lỗ ren có là ren bu lông 8 vào đây. Nhiều trường hợp bà con mua nguyên bản như này thì A Đầu vẫn tặng cho bà con cò và ốp như thế này, cò và ốp như thế này. Còn nếu như bà con nhiều trường hợp không mua cái vợt này, chỉ mua mỗi cái này thôi thì cũng A Đầu cũng cung cấp đầy đủ cho bà con, cung cấp đầy đủ cho bà con đầy đủ phụ kiện như này. Thì ở nhà bà con có những cái đầu cần đầu vợt như này thôi thì bà con không cần phải mua vợt, thì bà con mua nguyên bản như này cũng được. Và bắt đầu ngày hôm nay giới thiệu bốn cái model này còn lại, bốn model này còn lại là một trong những cái dòng thừa bu lông cho bà con. Thì trước tiên là dòng vợt lưới cước đúc đan tay, hàng này hàng thừa xịn sò luôn cho bà con. Đan tay ở đây cước là đan tay 100% cho bà con nhé. Và gắn trên đây là một cái chọc này, nó có tác dụng là chọc lươn kích cá đầy đủ đấy. Cái chiều dài của cái vợt này, cái chọc này nó rơi vào từ 45 đến 50 phân này cho bà con này. Nó rơi vào khoảng tầm 2 găng tay, 40 phân, chính xác là 40 phân cho bà con. Thì cái vợt này là đường kính của nó 30 này. Mắt nối lưới của nó là 2 cm, chớm đầu ngón tay út, để bà con xem này. Chớm đầu ngón tay út. Thì ngoài ra còn có cái mắt lưới của nó là vợt 1,5 phân nữa, nhưng mà vợt 1,5 phân thì chưa hàn bú lông. Đấy, có đầy đủ cho bà con. Thì những cái dòng này thì bà con xúc cá, đi bộ, đi thuyền đầy đủ, có 2,5 m và 3,3 m cho bà con. Đấy, rất là tiện. Tiếp theo là hàng đi bộ. Đây là đi bộ. Đi bộ thì có cái dòng vợt đi bộ rồi. Kích thước của nó, cái dòng vợt này nó chỉ là đường kính mắt ngang của nó là 15 cm và chiều dài của nó là 22 cm. Và cũng có một chọc như thế này. Đấy, bộ này cũng có 2,5 m và 3,3 m cho bà con. 2,5 m và 3,3 m. Tất cả ở đây cần là sợi carbon tổng hợp, sợi carbon tổng hợp tất cho bà con. Có dây điện đầy đủ. Và cũng lại có kèm bà con ạ, cũng kèm một cái ốp và một cái cò như này cho bà con. Tiếp theo là cái dòng vợt cỡ trung, tất cả bằng inox hết, vành ở đây là bằng inox tất này bà con nha. Và có cái xương cá đây, có cái xương cá ở giữa như này, mắt lưới của nó là 2x1, mắt lưới là 2x1 là bà con này. Và cũng có cái chọc như này, một cái chọc nhọn như này, 40 phân. Đấy, chọc nhọn 40 phân. Cũng có kích thước là 2,5 m và 3,3 m, đầy đủ phụ kiện và có thằng kèm cái này. Đấy, cò và ốp. Dòng này thì nó kích thước của nó là 16x32. 16 là 76x32. Để phù hợp cho bà con xúc con cá cầm cỡ như này thì chắc cỡ tầm 5-7 cân đấy nha. 5-7 cân. Ốp vào đây. Xúc lên vẫn được. Cái độ chịu tải của cái còng dòng vợt này từ 2,5 m cho đến 3,3 m là rơi vào từ 3 đến 5 cân. Còn 3,3 m nó rơi vào tầm mấy cân đổ về cho bà con. Ok luôn. Và cuối cùng cái vợt ngày hôm nay muốn giới thiệu đó là vợt đi thuyền toàn bộ bằng inox, khung inox 304 và cũng có cái xương cá như này. Hình bầu dục hay gọi là hình lòng cháo rất là đẹp. Mắt lưới của nó cũng 2x1 và cũng có một cái chọc như này. Kích thước của cái dòng vợt này nó là 25, đường kính mắt ngang 25 phân và chiều dài của nó là 34 phân. Thì một trong những cái dòng sản phẩm này là hàng A Đầu đang làm ra là bán chạy song song với cùng với cái vợt này. Đây, hai cái vợt này là bán chạy song song với nhau. Thì ngoài ra còn cái vợt đi bộ, bà con không chuyên nghiệp thì bà con có thể dùng cái vợt đi bộ này.
đấy, đánh chơi đánh bời mùa lũ mùa giấc có là bà con chơi luôn, mình ăn liền luôn. Còn ngoài ra bà con muốn ngon, muốn ngon mùa rẻ thì bà con cứ dùng cái loại không cần gen, không cần gen, ngon mùa rẻ, không cần gen, không cần gen xoáy. Còn đâu bà con muốn dân dã thì bà con dùng có gen xoáy nhưng mà nguyên bản, còn cái chọc hình cánh cung này và cái vọt lưới như thế này. Đấy, đường kính của nó là 25 phân. Thì ngoài 25 phân ra thì còn có cái vọt 30 phân nơi cũng có. Bà con 30 phân cũng có. Rất là nhiều nha bà con. Rất là nhiều. Đấy, 30 phân cũng rất là nhiều. Đấy, đây như bà con đây xem 30 phân. Đường kính 30 phân đây. Đường kính 30 phân nó sẽ dài to hơn hơn một găng tay. Để hơn một găng tay. Dài sâu, đây lưới nguyên bản của nhà cung cấp đưa ra. Đấy. Bà con nên nhớ này luôn. Tất cả là theo rút ngắt. 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt và 4 đốt. Như dòng 3m3 là 4 đốt. Còn dòng 2m5 là 3 đốt. Bà con nha. Bây giờ A Đồng sẽ khui hết ra như này để cho bà con xem. Cái dây điện này sẽ còn dài như này. Dài hơn 1m nữa cho bà con. Và tất cả trên đây nó có mã đồng, tiếp đợt tiếp điểm đồng cho bà con. Đấy. Bà con muốn ngắn lại đúng không? Ngắn lại, xoáy lại lại. Được rồi. Đấy. Được rồi nha. Đấy, có nghĩa là thao rút, cuốn ngắn sẽ được ngắn lại. Đây là cái cần 3m3, ngắn lại, có ngắn lại. Và còn muốn ngắn lại nữa cũng được hết nha bà con nha. Thì cần phải xoáy, xoáy cái góc này ra, cho nó ra ngoài, cái gen ra ngoài. Sau đó mình lại thao rút vào như thế này. Còn mình xoáy lại, thì sẽ thành một cái vọt rất là ngắn như bình thường như thế này. Tất cả sản phẩm này nó cung cấp đầy đủ cho bà con. Thì ngoài ra nó sẽ có những cái vọt lưới như thế này cho bà con. Vọt lưới từ đường kính 25 phân. Hàng này là không có hàn bu lông nha. Hàn này về gắn xào tre 25 phân này, 30 phân, 35 phân có đủ hết. 30, 35 để 30, 35 phân này. Còn cái 30 phân chưa nhặt ra được. Đây 35 phân đây. 30. 35 phân, à 30 phân. 30 phân cho bà con. 30 phân. Và là 40 phân. Và 50 phân thì ngoài ra bán sủi oxy cho bà con nhé, đầy đủ nhé. Giống dòng sủi này bà con về gắn sủi oxy để khi kích cá là có đủ hết cả bộ như này. Đây là đồ đang bán là 330.000 một bộ như thế này. Một bộ sủi như này. Mô tô để trông bò luôn, bà con về bà con test. Test hàng mới thanh toán tiền cho đầu và đầu cam kết là những sủi oxy này bà con được bảo hành 1 tháng. Bảo hành 1 tháng mỗi đổi một. Và sử dụng dòng điện là 12V, dòng điện xoay chiều. Thế như bà con xài dòng điện 220 thì bà con phải dùng cái lắn dòng nhớ chưa? Nếu không dùng lắn dòng là nó sẽ bị nhanh hỏng. Còn dòng này thì rất là trâu bò, A Đồng sẽ cam kết cho bà con sủi rất nhiều, sủi oxy rất nhiều và kích cá rất nhiều và lưới dòng lưới đánh cá A Đồng sẽ cung cấp đầy đủ cho bà con. Bà con nhớ Zalo và giá kênh của A Đồng đảm bảo bà con uy tín luôn, chất lượng luôn. A Đồng cam kết với bà con và xin nhấn mạnh là A Đồng đã được nút bạc của YouTube nên bà con yên tâm về độ uy tín. Xin cảm ơn bà con.